Ok, chào tất cả anh em nha. Thì cảm ơn em đã quay trở lại với kênh YouTube của Biên. Thì Biên chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ và thành công hơn trong công việc cũng như là học tập luôn nha anh em. Ok, thì tiêu đề video hôm nay á, Biên sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách khôi phục lại tài khoản mật khẩu Facebook. Thì cái mật khẩu nè, nó có nhiều cái trường hợp lắm. Cái trường hợp thứ nhất đó nha, anh em bị hack. Khi anh em bị hack á, thì nó sẽ thay đổi hết tất cả thông tin như là Gmail và số điện thoại. Còn cái trường hợp thứ hai á, là anh em quên mật khẩu nhưng mà số điện thoại với lại Gmail thì anh em vẫn dùng. Thì cái cách này nó dễ thôi nha, chỉ cần anh em bấm vào tìm kiếm cái Gmail của mình hoặc là cái số điện thoại của mình, rồi anh em gửi mã về, rồi anh em bấm chọn lại mật khẩu mới thôi nha. Còn cái trường hợp thứ ba, anh em không bị hack nha nhưng mà cái số điện thoại với lại cái Gmail của anh em không còn dùng nữa. Thì cái trường hợp này mọi người hãy chú ý vào cái điện thoại của mình. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người thật chi tiết luôn nha. Cái cách 1 với lại cách 3. Còn cái cách 2 thì mọi người còn số điện thoại, còn Gmail thì chỉ cần gửi mã về thôi nha. Ok, thì trước khi vào video á, mọi người cho Viên xin giới thiệu sơ qua. Thì bên Viên có dặn tăng like, tăng follow, mở khó, khôi phục tài khoản Facebook bị hack, chạy quảng cáo, pha kê giấy tờ. Thì ngoài ra Viên cũng có nhận lên tích xanh nha, lên tích xanh báo chí hoặc là lên tích theo tháng. Thì lên tích theo tháng đó là những tài khoản anh em phải có Meta đã xác minh thì mới thuê được nha. Còn những anh em nào mà không có Meta thì mình phải ngâm. Còn anh em nào muốn nhanh thì anh em phải dùng một tài khoản mới. Ok, thì anh em nào cần cứ liên hệ qua số Zalo của Viên. Thì số Zalo của Viên là 0398776610. Thì cái số Zalo này Viên có để phần mô tả video nha. Anh em nào cần thì kết nối nhắn tin qua cho Viên. Ok, bây giờ Viên bắt đầu hướng dẫn mọi người luôn. Mọi người nhìn thật kỹ nha. Ok, thì hiện tại ở trên màn hình điện thoại anh em cũng thấy Viên đang có một mạc. Thì cái tài khoản này nó không có quên mật khẩu đâu nha anh em. Không quên mật khẩu thì cũng không bị hack luôn. Nhưng mà Viên chỉ làm demo cho mọi người dễ hiểu thôi. Đây, như trường hợp này, bây giờ Viên xem như là Viên quên mật khẩu nha. Bây giờ anh em bấm vào cho mình đăng nhập bằng tài khoản khác. Rồi mọi người bấm cho mình là quên mật khẩu. Rồi ở đây, trường hợp đây, số điện thoại. Thì những tài khoản anh em nào bị hack á, nếu mới bị hack á nha, thì anh em có thể bấm số điện thoại của mình vô rồi mình tìm kiếm. Hoặc là anh em nào có Gmail thì bấm Gmail vào. Thì nó có nhiều cái cách để tìm ra được cái tài khoản của mình lắm. Thì ở đây Viên sẽ bấm số điện thoại nha. Rồi mọi người bấm cho mình tìm kiếm. Rồi xong, mọi người xem cái file nào của mình á, mọi người bấm vào. Đây thì cái tài khoản này là bên dưới nha. Rồi mọi người bấm cho mình là thử cách khác. Rồi ở đây thì mọi người nếu mà tài khoản của mọi người bị hack á, thì ở trong đây nó sẽ hiện ra những cái Gmail lạ và số điện thoại lạ. Thì mọi người lướt xuống bên dưới cho mình, mọi người nhìn vào cái chữ màu xanh không dùng được các cách trên, mọi người bấm cho mình nha. Rồi đây nó sẽ hiện ra cái form màu xanh như thế này. Thì khi mà nó hiện ra cái form màu xanh như thế này á, là những cái file của anh em chính chủ, anh em dùng ở trên đó, anh em dùng cái thiết bị đó thường xuyên thì mới có được cái form xanh này, thì nó mới cho mình khôi phục được cái mật khẩu. Còn như anh em mà bị mất điện thoại nha, anh em bị mất điện thoại, anh em dùng một cái tài khoản mới thì anh em vào không có được cái form xanh như thế này nha. Nó sẽ hiện lên cái form màu vàng, không nhận ra thiết bị của bạn. Ok, khi mà nó lên được cái form xanh như thế này á, mọi người bấm cho mình là bắt đầu. Nó hiện lên cái dòng là email mới, thì mọi người nhập cho mình một cái Gmail. Gmail trắng nha mọi người, Gmail chưa đăng ký Facebook bao giờ nha. Ok, bây giờ mình sẽ lấy một cái Gmail trắng nha. Đây, mình sẽ lấy một cái Gmail trắng. Rồi, mọi người bấm cho mình là lấy mã. Ok, quay lại Gmail, mình lấy cái mã nha.
Rồi mọi người sao chép cái mã. Rồi mọi người dán vào cho mình. Rồi mọi người bấm vào xác nhận. Ok, thì ở đây nó bắt mình là nhập mật khẩu cũ. Thì nó cũng tùy theo nha anh em. Có những ạc anh đã bắt là tải giấy tờ thì thăng lên. Thì khi mà anh em tải giấy tờ thì thăng lên á, là cái tài khoản của anh em á, cái tên và lại cái ngày tháng năm sinh nó phải trùng nhau với lại Facebook. Còn ở trường hợp ở đây thì nó bắt là nhập mật khẩu cũ. Ok, bây giờ mọi người bấm vào nhập mật khẩu cũ nha. Rồi mọi người bấm nhập mật khẩu cũ của mình vô. Rồi mọi người bấm tiếp tục. Đây, kiểm tra Gmail. Chúng tôi đã gửi thư đến. Đây cái Gmail trắng hôm mọi người đi vô hôm nãy nha. Đây nó sẽ gửi về cho mình một cái Gmail. Đây bước cuối cùng. Đây nó sẽ gửi cho mình một cái Gmail đặt lại mật khẩu. Bước cuối cùng để đăng nhập lại vào Facebook này nha. Rồi mọi người bấm vào đặt lại mật khẩu. Rồi mọi người điền mật khẩu thì nó sẽ vào được cái page của mọi người nha. Ok, thì anh em nào thấy video này có Quyền hay thì nhớ cho Quyền xin một like, một đăng ký kênh, nhớ là ấn vào chuông để theo dõi những cái video mới nhất của Quyền nha mọi người. Ok, bye.